Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhá. Vâng, thì bây giờ là 11 giờ trưa ngày 12 tháng 10 năm 2019. Còn thì tôi đang có mặt tại bến gỗ lớn nhất ở miền Bắc mình đây. Còn thì tôi đang chuẩn bị để mua gỗ hương đá về để đóng đồ đây. Còn thì sau đây quý vị xem cách quy trình của chúng tôi mua bán gỗ nhé. Mua bán gỗ bây giờ là tôi không đo bằng khối đó. Còn đây thì chiếc máy múc này đang chuẩn bị để cộng gỗ vào những cái cân. Vâng, được chúng tôi cân. Quý vị theo dõi và xem cách đây là cân gỗ tại trên mõm máy nữa. Vâng, đây thì chiếc cân đây để cho bà quý vị xem cái cân nhé. Là cái cân đây, cân điện tử này nhá, cân tí mình cho cái máy múc, cho cái mõm máy múc cho tôi ngoắc vào gỗ và cân luôn. Và đây gỗ hương đá tôi đang chuẩn bị ra. Cân đó. Chết rồi. 820. Tôi đoán sai rồi. Tôi đoán sai rồi. 827 cân à? 827. Ờ. Thế tôi đoán có 7 tạ thì sai à. Rồi. Ôi, cái người ta cân thế đấy quý vị. Vâng, thì bây giờ là gỗ đã về đến xưởng rồi. Nhà em là đang đây là ngoài khu vực xưởng xẻ của em đây, thì đang trong quá trình xẻ ra đây. Em dự thế đây một vài tấm ván chưa phải không thôi. Đây là ván này là làm mặt ghế nhá, mặt liền quý vị nhé, mặt liền sẻ 2 phân nhé. Đây là phía bên ngoài xưởng xẻ nhé, còn đây là phía bên trong là hơi lắp ráp và cũng như là lắp ráp em đây, phía bên trong này. Còn khu vực hoàn thiện ở phía ngoài kia. Còn đây là em đi vào trong xưởng, em giới thiệu xưởng cho các bác nhé. Xưởng thì nhà em đây quý vị thấy rất là rộng. Bên trong này là thợ lắp ráp và bàn ghế cũng như là sập thờ các thứ ở đây này. Bên ngoài rất nhiều hàng hóa, anh em đang hoàn thiện hàng hóa đấy. Em đi em giới thiệu luôn cho các bác về xưởng nhé. Đây là ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá này. Đấy, gỗ đang xẻ kia rồi. Này thì em đang ráp mộc vẫn chưa hoàn thiện. Đây nhà em có đầy đủ máy móc, có cả máy khắc gỗ CNC luôn, đầy đủ luôn, có khắc gỗ CNC làm từ A đến Z luôn. Đây là bên trong cái khu lắp ráp. Thank you.
mít nhé quý vị. Đây là phòng phun sơn. Trong này là phòng phun sơn, có sơn nhựa viên hoàn thiện. Đây là có chiếc an gian triện gỗ mít này. Anh em thợ thì cũng đã sắp đến giờ nghỉ giải lao rồi. Một số anh em về trước rồi. Giờ hiện tại chỉ có một vài anh em thợ thôi. Nó cũng là rất là nhiều đồ, nhiều hàng trong này quý vị. Cuốn thư, câu đối, bàn ghế, sập thờ. Rất nhiều nhà em để trồng đây. Hiện tại một số khách hàng đã đặt rồi nhưng mà chưa đến hẹn lấy nên là em vẫn chưa hoàn thiện hết được. Đây. Bên ngoài này là anh em thợ đang hoàn thiện hai bộ ghế Âu Á hàng VIP của khách đặt, hàng cực kỳ VIP, siêu dày luôn, rất là nhiều hàng. Đây, khu vực sẻ lúc trước em quay là bên ngoài kia, khu vực sườn sẻ anh em bên ngoài kia. Ở bên trong này là sườn trĩ. Đấy, ngoài ra còn phía bên ngoài nữa, đây là cái bộ bàn ghế tay 14 của khách hàng ở Hà Nội này. Rất là to, bộ 10 món này. Do là hiện tại rất là nhiều hàng nên em vẫn chưa hoàn thiện tìm được cho khách hàng. Đây cũng có sập ngũ phúc của khách ở Hà Nội. Đây còn ra phía bên ngoài này nữa. Rộng mênh mông luôn. Thấy rất là nhiều hàng hóa nha, bàn ghế, kệ tivi các thứ thôi. Đây là khách hàng trường kỷ và sập. Trước cổng đâu bác, đó thì xưởng nhà em là dài từ đây đến vút đằng kia luôn, vút đoạn đường luôn. Đây phía trước này em có một để một cái biển đây. Khách hàng thì đến có thể đi qua trạm y tế xã Văn Khúc là sẽ nhìn thấy cái biển này.